Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều tối ngày hôm nay 31 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã tiếp các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Trải qua hơn 3 phần tư thế kỷ kể từ khi bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, lời khẳng định đanh thép về tính bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia, dân tộc, của quyền con người vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần bất diệt ấy là sự mở đầu cho kỷ nguyên độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình của toàn nhân loại. Những nỗ lực không ngừng để giữ vững lý tưởng về độc lập tự do và hạnh phúc tiếp tục là giá trị cốt lõi không chỉ của người dân Việt Nam mà còn là minh chứng là nguồn cảm hứng để theo đuổi công lý cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong năm qua, dù còn gặp những thách thức từ dịch bệnh và tình hình thế giới bất ổn, Việt Nam đã có những thành công đáng tự hào. Những thành tựu này đã tiếp tục nối dài hành trình phát triển thuyết phục của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Sự dứt khoát, chủ động, quyết liệt và linh hoạt của chính phủ Việt Nam với mục tiêu kiên định là sức khỏe, tính mạng của người dân đã giúp đất nước vượt qua bóng đen Covid-19 bao trùm toàn cầu một cách đầy ấn tượng. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh nhất khu vực, là cơ sở để các quốc gia, các nhà đầu tư sẵn sàng hợp tác, gửi gắm niềm tin trong một môi trường kinh doanh ổn định, đáng tin cậy và giàu tiềm năng. Nhân dịp trọng thể này, đoàn ngoại giao đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ và lòng hiếu khách dành cho những nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Malaysia, hôm nay 31 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư mừng đến Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hạ viện aza Azizan Harun. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Thưa quý vị, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoan nghênh ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte thăm Việt Nam và đúng dịp Việt Nam-Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu về đầu tư FDI tại Việt Nam với tổng vốn 80 tỷ đô la Mỹ. Với kim ngạch 78 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc là nước hợp tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Lotte chú trọng đào tạo nghề, bảo đảm an sinh cho người lao động, nhất là trong các chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam, tích cực tham gia bảo trợ cho kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Ông Xin Đông Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte cho biết, Tập đoàn và các đối tác rất tâm huyết với dự án Eco Smart City tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động sau khi khai trương. Tập đoàn cũng đang dự kiến đầu tư một số dự án tại Hà Nội, trong đó mong muốn xây dựng trung tâm thương mại thu hút 10 triệu lượt khách một năm, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ cho thanh thiếu niên Việt Nam đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 53 năm thực hiện di trúc của người, chiều nay 31 tháng 8 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ bảo vệ Bắc Hồ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cán bộ phục vụ bảo vệ Bác thực sự là những tấm gương về sự trung thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời gian tới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong muốn các cán bộ từng trực tiếp phục vụ bảo vệ bắc hồ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không ngừng nêu gương để gia đình con cháu và mọi người cùng noi theo đặc biệt là truyền lại nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy góp phần gánh vác sứ mệnh lịch sử cách mạng vinh quang xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng thời gian tới trao đổi giải quyết các kiến nghị của tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích về những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bình Thuận. Theo đó, tỉnh có đầy đủ các loại hình giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, càng biển và tuyến hàng hải quốc tế đi qua. Đặc biệt, sân bay Phan Thiết đang được xây dựng và khi hoàn thành sẽ trở thành công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Tỉnh có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là nhiệt điện và năng lượng tái tạo. Tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, vùng lãnh hải rộng 52.000 km2 và là một trong ba ngư trường lớn của Việt Nam, có nhiều loại hải sản cùng với đó là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch với bờ biển dài 192 km, khí hậu thuận lợi, có bề dày lịch sử, nhiều di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Một trong những gợi ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc là để bình thuận phát triển xanh, nhanh, bền vững, tỉnh cần làm tốt 5 giải pháp: công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng chiến lược, xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Chiều nay tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19, triển khai giám sát các chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Trong thời gian tới để thực hiện mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những tỉnh phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt định hướng lớn và mang tính đột phá phát triển nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Theo Chủ tịch Quốc hội, tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh còn phụ thuộc vào một số dự án trọng điểm, dẫn tới khi các dự án này gặp sự cố sẽ ảnh hưởng ngay tới tốc độ tăng trưởng GDP của địa phương. Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Tĩnh giả soát lại lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản để bù đắp về thiệt hại do công nghiệp tăng trưởng chậm. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nhà máy gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhà máy là dự án FDI lớn nhất Việt Nam hiện nay với tổng số vốn đầu tư 12,8 tỷ đô la Mỹ, có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung. Đến nay, Phomosa đã khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế theo đúng cam kết với chính phủ Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến dự lễ khánh thành nhà máy bia Hà Nội Nghệ Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, thăm nhà máy sản xuất pin VDS của tập đoàn Vingroup tại khu kinh tế Vũng Áng. Nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dân hoa, dân hương lên anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dân cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng, Cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã đến Dân Hương, dân hoa chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng, quận Tư. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Sau lễ dân hương, dân hoa, các đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề Tết độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, với 120 hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn của lịch sử nước nhà.